Thưa quý vị, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng nhiều nguyên nhân khác nên gần 3 năm qua, công tác thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng chưa đạt yêu cầu và kỳ vọng. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác xúc tiến đầu tư, từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội 22 của Đảng bộ thành phố, Đà Nẵng đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp trong thu hút đầu tư, phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã thu hút được 72 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 65.000 tỷ đồng và 155 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 227 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có gần 38.000 doanh nghiệp và chi nhánh văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 245.000 tỷ đồng, hơn 760 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 210.000 tỷ đồng và hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 4,1 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Đà Nẵng với 230 dự án, tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là Singapore, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tôi đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của Đà Nẵng. Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Đà Nẵng khá hiệu quả, nên hiện tại, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã có nhu cầu tìm hiểu và mong muốn đầu tư vào Đà Nẵng, nhất là ở lĩnh vực năng lượng sạch. Đây cũng là lĩnh vực mà chính phủ Nhật Bản ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp phát triển. Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Đà Nẵng, tôi cam kết sẽ tích cực làm cầu nối để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư nhiều hơn vào Đà Nẵng. Bởi tôi đã sống ở Đà Nẵng 25 năm qua, tôi hiểu rất rõ về Đà Nẵng. Đà Nẵng có nhiều cơ hội, tiềm năng để phát triển những lĩnh vực khác nhau như dịch vụ, thương mại, công nghệ cao, là một nơi rất đáng để đầu tư. Rõ ràng, dưới con mắt của nhà đầu tư, Đà Nẵng có khá nhiều tiềm năng, lợi thế. Đảng bộ chính quyền thành phố cũng luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp và rất quyết tâm trong công tác xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa như kỳ vọng. Ngoài nguyên nhân khách quan là do đầu tư toàn cầu bị suy giảm mạnh kể từ sau COVID-19, chiến sự Nga-Ukraine kéo dài, kinh tế toàn cầu suy giảm, lạm phát tăng cao, khiến dòng vốn đầu tư hạn chế, thì Đà Nẵng cũng gặp nhiều khó khăn về nội tại. Thành phố trong quá trình triển khai lập quy hoạch phân khu chờ kết quả, ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư. Quỹ đất kêu gọi đầu tư khá hạn chế, không đủ sức thu hút các tập đoàn lớn. Đề cập đến vấn đề này, tại hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã nhấn mạnh, trong các nhóm giải pháp thu hút đầu tư, thành phố cần đặc biệt quan tâm đến vai trò những đối tác tiềm năng, những tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước lẫn nước ngoài. Tôi đề nghị Ban sự đảng khẩn trương chỉ đạo các sở ngành làm việc với các nhà đầu tư lớn có tính chiến lược đang đề xuất đầu tư các dự án lớn vào thành phố. Ví dụ cụ thể thì báo cáo các đồng chí là Ban Thường vụ vừa qua đã nghe tập đoàn Sun Group đề xuất 9 cái dự án sẽ đầu tư vào thành phố trong cái thời gian tới, và có rất nhiều cái dự án mang tính chất động lực sẽ thúc đẩy được cho hoạt động du lịch và nhất là cái văn hóa của thành phố. 9 cái dự án này sơ bộ thì khái toán là tập đoàn Sun Group sẽ cam kết đầu tư vào thành phố chúng ta khoảng 92.000 tỷ. Một số các dự án mà tập đoàn đề xuất thì cũng là trên cơ sở nền tảng về đất đai đã có sẵn, và có một cái sự quyết tâm đó là tập đoàn đã quay trở lại để đầu tư với thành phố thay vì là họ đi các địa phương khác để đầu tư. Thì đây là cũng là một trong những nhiệm vụ mà chúng ta cần phải quan tâm để lôi kéo quá trình đầu tư của các cái tập đoàn có tính chất chiến lược vào thành phố chúng ta. Thời gian đến, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại. Kinh tế trong nước và thành phố có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đang xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn là chủ yếu. Do vậy, công tác thu hút đầu tư chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Thực tế này đòi hỏi Đà Nẵng cần tiếp tục có các giải pháp phù hợp để thu hút đầu tư có hiệu quả, trong đó khẩn trương hoàn thành quy hoạch phân khu và nhanh chóng phát triển quỹ đất trong và ngoài khu công nghiệp, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố với mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút 7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, trong đó giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ.